Ngày 20 tháng 2 năm 2021, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phát đi thông báo khẩn số 3 đề nghị những người đã đến 8 địa điểm có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. 8 địa điểm gồm: 1. Nhà ông Hứa Văn Hữu, sinh năm 1959, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2. Nhà anh Lương Văn Cảnh, sinh năm 1984, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 8 tháng 2. 3. Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 10 tháng 2. 4. Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 11 tháng 2. 5. Cửa hàng giày dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 11 tháng 2. 6. Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ ngày 12 tháng 2. 7. Trạm y tế xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 18 tháng 2. 8. Cơ sở 1 trung tâm y tế huyện Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 18 tháng 2. Công an tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Thông qua trực ban Công an huyện Kim Thành 022 037 20218 hoặc cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.